khám phá những điều mới mẻ về bản thân luôn là một điều gì đó khiến mỗi người trong chúng ta cảm thấy thú vị và tràn đầy hứng thú. Để hiểu được sự thật về tâm lý ẩn sau cách mà chúng ta cư xử, đối đãi với người khác, cách mà chúng ta bày tỏ bản thân thật sự là một điều vô cùng ý nghĩa. Và sau đây, hãy cùng Khỏe Mạnh Đúng Cách tìm hiểu thêm nhiều bí mật tâm lý về não bộ, về hành vi của con người nhé! Một, những người có IQ cao thường không có nhiều bạn bè. Một nghiên cứu năm 2016 của Hiệp hội Tâm lý học Anh đã chỉ ra, do não bộ của những người có chỉ số thông minh IQ cao bận tâm nhiều hơn đến việc giải quyết những vấn đề lớn và họ coi giao tiếp là lãng phí thời gian. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng chỉ ra, ai đó ít bạn không có nghĩa là họ thông minh hay đó là điều tốt, bởi tình bạn có ảnh hưởng tích cực đến tâm lý cũng như sức khỏe thể chất của mỗi người. Đó là lý do đôi khi tốt hơn là nên tránh xa máy tính hay sách vở và nên nói chuyện với những người thú vị. 2. Nhận thức về màu sắc thay đổi khi bị trầm cảm. Trong một nghiên cứu về màu sắc năm 2010 tại Anh, mỗi khi bị trầm cảm, võng mạc người thường trở nên kém nhạy cảm với các màu tương phản hay khả năng phân biệt màu sắc kém. Bên cạnh đó, nếu xung quanh liên tục xuất hiện toàn những màu xám và nhạt, con người cũng dễ sinh ra tâm trạng u sầu và dễ bị trầm cảm bởi vì đó được coi là những màu trung tính, màu không có cảm xúc. 3. Đừng khoe khoang về kế hoạch, nếu không sẽ không có gì xảy ra. Giáo sư tâm lý học Peter M. Govizer của Đại học New York, Mỹ đã từng chứng minh khi bạn nói về kế hoạch của mình, não bộ bản thân bạn đã coi nhiệm vụ này là hoàn thành và rất khó thuyết phục nó thực hiện điều ngược lại. Chẳng hạn như, nếu bạn quyết định bắt đầu một điều gì đó mới mẻ như không ăn sau 18 giờ, chạy bộ vào buổi sáng hoặc học ngoại ngữ, bạn đừng nói với ai về kế hoạch này, nếu không sẽ không có gì xảy ra. 4. Biết ngoại ngữ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn. Năm 2012, nhà tâm lý học Bo Kaiser của Đại học Chicago, Mỹ tin rằng mọi người thường hành động theo cảm tính khi họ đưa ra những quyết định quan trọng. Tuy nhiên, nếu bạn phân tích tình huống bằng tiếng nước ngoài sẽ làm giảm những suy nghĩ không tốt trước đó, phần lý trí của bộ não sẽ tham gia, do đó cách tiếp cận của bạn sẽ cân bằng hơn và không bao gồm những rủi ro quá mức. 5. Người trẻ bị trầm cảm thường xuyên hơn. Theo cuộc khảo sát của Hiệp hội Tâm lý Mỹ năm 2013 cho thấy, những người không hạnh phúc nhất thế giới là đều dưới 30 tuổi. Một trong những lý do được đưa ra là họ thấy chông chênh, không biết mình sẽ bước tiếp thế nào trong tương lai. 6. Sự mệt mỏi có thể thúc đẩy sự sáng tạo. Tạp chí Khoa học Mỹ năm 2013 từng có một nghiên cứu. Nếu đang cố gắng làm công việc sáng tạo, bạn sẽ gặp nhiều may mắn nếu mệt mỏi, bởi vì não khi kiệt sức thì nó sẽ không từ chối những ý tưởng có vẻ điên rồ ngay từ cái nhìn đầu tiên mà bạn thường nói không khi còn tỉnh táo. Đó là lý do những ý tưởng thường được nảy sau ngày dài làm việc. 70% mỗi cuộc trò chuyện đều là chuyện phím. Tiến sĩ Nicola Emler, nhà tâm lý học người Anh cho rằng 80% cuộc trò chuyện của chúng ta chỉ là những câu chuyện phím, phần lớn là thông tin về bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, nói chuyện phím không phải là xấu, đó là một cách giao tiếp quan trọng. Nó giúp mọi người duy trì các mối quan hệ xã hội mà không phân biệt giới tính. 8. Bạn có thể mua được cảm giác hạnh phúc. Tác giả Elizabeth Dunn và Maya Norton đã dựa trên nhiều năm nghiên cứu định lượng và định tính để giải thích cách tiền có thể mua được hạnh phúc. Theo đó, Norton, giáo sư marketing tại trường Đại học Kinh doanh Harvard, Mỹ cũng cho hay, đưa tiền cho người khác thực sự khiến mọi người hạnh phúc hơn. Một trong những lý do là nó tạo ra các kết nối xã hội. Bởi vì theo họ, khi chúng ta mang lại niềm vui cho người khác, chúng ta nâng cao lòng tự trọng của mình, nhận thấy bản thân quan trọng hơn, trở nên hạnh phúc và hài lòng hơn với cuộc sống của mình. 9. 20 giây là đủ để thiết lập lòng tin. Bạn nên ôm một người trong khoảng 20 giây khi họ đồng ý. Bởi vì khi ôm một ai đó, con người thường sản sinh ra oxytocin, một loại hormone tiết ra khi con người cảm thấy an toàn. Nó có tác dụng trấn an, giúp tâm trạng trở nên bình tĩnh và thư giãn hơn. 10. 80% suy nghĩ của con người là tiêu cực. Năm 2005, Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ đã xuất bản một bài báo cho rằng một người trung bình có khoảng 12.000 đến 60.000 suy nghĩ mỗi ngày. Trong số đó, 80% suy nghĩ của chúng ta là tiêu cực và 95% là những suy nghĩ lặp đi lặp lại giống hệt như ngày hôm trước. Vì vậy, tất cả những suy nghĩ ngớ ngẩn xuất hiện trong đầu bạn quanh năm là hoàn toàn bình thường, bởi vì chuyện này xảy ra với tất cả mọi người.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của Khỏe Mạnh Đúng Cách ngày hôm nay. Nếu thấy hay và bổ ích, đừng quên like, share và subscribe cho Khỏe Mạnh Đúng Cách để nhận những video kịp thời, chính xác một cách nhanh chóng nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.